Dàn sới model Thái Lan lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam, ghê không? Đó, đẹp ha. Rồi ok, tổng chiều dài của từ gác máy tới tay cầm là 3m1 rồi con. Tổng chiều dài từ gác máy, đầu gác máy, đầu đèn máy tới tay cầm là 3m1, từ trục bánh đến tay cầm là 2. Khó đỡ con. Lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam nha. 6 số 3 số 3 số tới 1 số ve, rất là ok đúng không? Số rất là nhẹ nhàng đầy đủ bà con ơi. Có trang trục nè, đây là gắn rồi trang nè, gắn mỏ cài vô cài chảo bà con, cài chảo cài lưỡi cũng được. Đây là đầy đủ đồ nghề, cho chốt có sẵn. Bánh là bánh cút bự luôn nha, tại bánh nó chưa về kịp gắn bánh này. Vỏ là 612 luôn, đang chạy GT 155 nè. Đây coi trong có tặng cái gì nè. Đây. Mới luôn, này hàng mới luôn nha bà con. Đó, đây là đồ nghề sổ dạng sách luôn nè. Sách hướng dạng luôn, rất đẹp bà con ơi. Rất đẹp. Quá đã. Lắp bằng gan luôn rồi con, cắt cứng à. Bà con về chảy rồi mọt hay là trang trục là vô tư luôn à. Chốt nó đi, lên xuống nè. Rất đã rồi con. Rồi ok. Này đủ đồ chơi rồi con. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nè, 0886356707 2 giây luôn. Bà con về xài poly cho phù hợp nha. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn 0886356707.